con quấy khóc, biếng ăn, con ít đi ngoài khó khăn, con đầy bụng, khó tiêu. Gặp các trường hợp trên, khả năng cao con bạn đã bị táo bón rồi đó. Táo bón không phải là bệnh nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến trẻ. Trẻ bị đứt kẽ hậu môn, chỉ táo bón có thể làm trẻ bị biếng ăn, hay quấy khóc, đau bụng hoặc nôn chớ. Táo bón kéo dài có thể khiến trẻ bị suy dinh dưỡng, chậm lớn. Vậy cách cải thiện tình trạng táo bón ở trẻ là gì? Đầu tiên, bạn cần xác định trẻ bị táo bón do nguyên nhân nào. Thứ nhất, do chế độ ăn uống, sinh hoạt. Thứ hai, do cơ thể bé, nguyên nhân từ đường tiêu hóa. Ở nguyên nhân 1 thì ba mẹ chỉ cần bổ sung thêm chất xơ và chế độ ăn cho bé uống nhiều nước hơn, điều độ lại chế độ sinh hoạt. Tuy nhiên, nếu đã thay đổi chế độ sinh hoạt, ăn uống mà bé vẫn bị táo bón thì nguyên nhân chính nằm ở hệ vi sinh đường tiêu hóa. Vậy khi trẻ sơ sinh bị táo bón với nguyên nhân từ hệ tiêu hóa, cụ thể là hệ vi sinh, bạn sẽ cần làm gì? Bổ sung men vi sinh là hợp lý nhất đối với nguyên nhân này. Các vi khuẩn có lợi sẽ giúp cân bằng lại hệ vi sinh, ổn định khả năng tiêu hóa, kích thích nhu động ruột, trẻ thoát khỏi táo bón và an toàn hơn so với dùng thuốc nhuận tràng. Tuy nhiên, bà mẹ hãy lưu ý khi lựa chọn men vi sinh cho trẻ. Men vi sinh Biorea là men vi sinh được phân lập từ sữa mẹ với hơn 30 năm tuổi. Biorea là probiotic được chứng minh làm tăng đáng kể tần suất đi tiêu ở trẻ bị táo bón chức năng. Biorea có hiệu quả tương đương Lacture trong điều trị táo bón nhưng ít gây ra tác dụng không mong muốn hơn. Con số 177 nghiên cứu lâm sàng trên hơn 16.000 đối tượng chính là con số ấn tượng đối với một sản phẩm men vi sinh.